Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Việt Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ là sau lúc nửa đêm, tiếng vó ngựa đạp trên không trung vang lên như tiếng sấm xét qua bầu trời nam vực. Một đám cường giả cổ tộc nhanh như điện chớp, kéo mây gió ngập trời tới đây, hướng về phía Thanh Hà Thành mà tiến quân. Bởi vì cường giả thần bí của nhân tộc ở chính nơi này ra tay, thiên hoàng tử dẫn theo đại quân giết về chính nơi này, chiến khí ép nát cả vòng trời. Sau theo đường đi, bọn họ đến tột cùng một câu cũng không nói, nhưng các loại màn thú thì đã chen nhau lao xuống, phát ra tiếng vàng giống như núi sông đổ sập, ù ù điếc tai, như một con sông lớn quét ngang qua bầu trời đêm phía trước chính là thành hà thành sao thiên hoàng tử đứng trên một chiếc chiến xa cổ trên thành xe luyện chế bằng kim loại có ký thức tàng thường và mạnh mẽ đang lưu chuyển có một loại chiến ý mãi mãi bất diệt chiến con hoàng thú kéo xe đạp qua vòng trời giống như là tiếng sấm ẩm vang điếc tai bất kể hắn là ai lần này đều phải chết giết hết tất cả đi hậu nhân của bát bộ thần tướng thét lớn lên một câu vào thời khắc này, mây gió bốn phương đều nổi lên, rất nhiều ngọn núi đều trở nên rung động, bầu trời mênh mông, mặt đất rộng lớn, núi non hùng vĩ, tất cả giờ đây đều sắp bị đạp nát dưới chân đội thiết kỷ này. Bọn họ máu nóng dâng trào, dường như được trở về thời thái cổ, bất tử tiền hoàng một lần nữa phủ xuống vùng đất này, mà bọn họ thì biến thành các cường giả giống như tổ tiên của mình, trở thành thần tướng chân chính trên đánh tàn thần linh tận chín tầng trời dưới chiến ma vương sâu tận cửu u ngạo thị chín tầng trời mười tầng đất đó là những năm tháng chiến khí bốc lên cao bất tử thiên hoàng và bát bộ thần tướng của hắn đã khai sáng ra một thời đại thần thoại bất hủ đời sau cộng tôn loại vinh quang này làm cho hậu nhân của bọn họ đến nay vẫn còn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào thanh hà thành là một mảnh yên lặng tuy nhiên vẫn đèn đuốc sáng trưng rực rỡ như ban ngày rất nhiều người cũng không ngủ mặc dù có là phạm nhân thì cũng vậy thôi, bởi vì bọn họ đều sớm biết được nơi này sẽ trở thành trung tâm của mưa gió phòng ba. Quả nhiên sau nửa đêm từ phía xa truyền đến tiếng người hồ ngựa hí, đại quần đồng nghìn nghịt đánh tới, các loại dị thú đạp trên trời cao như một đám thần ma có thể hai sao lấy trăng trên trời. Tội dân đi ra đây, thiên hoàng tử đích thần tới hàm vực, rửa cổ chờ chặt đi. trước khi mềm mông, cách xa hơn bởi dặm, mà đã mãnh liệt như vậy, tràn ngập cả tòa cổ thành khiến người ta phải khiếp sợ. Gần hơn nữa, đại quân đang tới gần hơn nữa, màn thú thét dài gần như muốn giống nát cả vòng trời. Đại kỳ phần phật tung bay theo gió, đại quần giống như một dòng thác lũ bằng sắt thép đang tấn công tới, có thể cuốn trôi tất cả mọi thứ. Mỗi một, một đầu man thú đều là loại dị chủng hiếm thấy trên thế gian, có cửu vĩ lân thú, có thôn thiền thần viên, có cả kim bằng thượng cổ, đang chờ từng chiến sĩ cường đại của cổ tộc lên trên lưng, cùng nhau hạ xuống Nam Phật mỗi người đều mặc giáp trụ ánh sáng kìm loại lạnh lẽo có từng trận sát ý bức người từng thành bình khí khiếp hồn người đây là một đám hậu đại của thần tướng không ai có thể chiến thắng nổi. bọn họ đã đến khiến cho rất nhiều thế lực lớn tại nam vực đều tắt tiếng mọi người ai cũng khiếp sợ không kẻ nào dám nói to đều nhanh chóng im lặng xuống ngay cho đến tận sau nửa đêm cũng không biết có bao nhiêu cổ giáo tại đồng hoàng cùng hành động tất cả đều vượt qua hư không tới đây muốn chờ xem một trận chiến này. Đây là chiến sự ác liệt nhất tại vùng đất này trong mười mấy năm qua. Thiên hoàng tử vừa xuất hiện, ai cũng dám tranh hùng cơ chứ. Bốn biển cùng tôn sùng, tặc tử, mau đi ra đây chịu chém. Tiếng thét lớn đỉnh tài nhức óc, nhiễu loạn cả trận tự của trời đất, khiến cho trời cao cũng đều sụp đổ, truyền khắp mọi nơi. Đây là một vị vương giả đại thành đang gầm rống. Rốt cuộc, có bao nhiêu nhân mã đến đây cửa chứ? Mọi người chợt kinh hãi, các cường giả bình thường của cổ tộc thì chưa nói. Vừa nhìn cũng biết, trong số những người này, hiện nhiên có cả vương giả đại thành và bán thánh. Đây chính là chiến lược tuyệt đỉnh trong thời kỳ này. Bất kỳ muốn làm gì cũng đều không ai ngăn cản được. Mọi người run sợ, đây là muốn xét nhà diệt tộc hay sao? Một đám thổ lang trì sư như vậy đều là nhân mã tình ảnh của cổ tộc, đủ để bình định cả một đại giáo siêu nhiên. Ai có thể ngăn cản được đây? Rất nhiều tu sĩ nhân tộc không thể không cảm thán, thế lực của cổ tộc thật là lớn, căn bản là không cách nào so được với. Trong đại thế này, ngày nay có thể nói là khiến cho mỗi người đều cảm thấy bất an. Nhưng đây lại là một sự thực không thể thay đổi được. Một chiếc chiến xa cổ xưa lơ lửng trên bầu trời cao. Trên bề mặt được phủ kín bởi các vết đao lỗ kiếm. Đây là một chiếc thánh xa đã từng trải qua rất nhiều cuộc chiến thời thái cổ. Thiên hoàng tử đầu đội vương biện bất tử đứng thẳng trên chiến xa, nhìn xuống phía dưới. Hắn vùng tay lên tất cả nhân mã đều ngừng lại. Không bước tới một bước nào nữa. Uy thế vô thượng này khiến cho tất cả hậu nhân của thần tướng đều nghe theo hiệu lệnh của hắn. Chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể săn bằng vô số các đại giáo tại Nam Vực, có lực uy hiếp vô địch. Bổn tọa đã đến đây, ai dám ra tay lấy đầu của thủ hạ ta? Ra đây đánh một trận xa nào? Thiên hoàng tử giống lên một tiếng, vàng vọng rất nhiều địa vực dưới vòng trời vô cùng đỉnh tả nhức óc. Mọi người đều hoảng sợ, hắn như được ngọc thạch khắc thành thần từ thánh cốt phòng từ ngạo thị thế gian gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử cũng không đủ để miêu tả khuôn mặt người này còn trắng hơn cả trích tiên hoa vân phi khi xưa nhưng hắn còn có một uy thế vô địch nếu so sánh với phong thái như thần tiên khuôn mặt tuấn mỹ vô song này thì chiến lược của hắn còn khiến người ta chú ý và sợ hãi hơn trong thành hà thành không có người nào bước ra hoàn toàn là một mảnh yên lặng toàn bộ thành trì giống như đã trở thành trống không ngoài trừ các ngọn đèn dầu đang lóe ra, rất nhiều tu sĩ đều dường như ngừng lại hô hấp, khẩn trường đến cùng cực. <laughs> bồn hoàng tử đến đây, người thật sự không dám ứng chiến hay sao? Hắn lạnh lùng nói trong một câu, đôi mắt đảo qua, nhìn về phía chân trời. Thần chi tử vô địch dưới tinh không, thiên hoàng tử đệ nhất đương thời. Xung quanh đám chiến xa cổ xưa, một đám cổ tộc giống to, khắp vòng trời này cũng đang rung chuyển, cả mặt đất dường như cũng nứt ra mây gió ngày hôm nay bốn vương đều tán loạn, dường như có thể giống cho các vị sao rơi xuống. vào chính giờ khắc này khí thế của bọn họ đều vô cùng cường thịnh, giống như cho dù là có thần đến đây thì bọn họ cũng đều có thể tiêu diệt bất kỳ địch thủ trước mặt nào cũng sẽ bị diệt chết. huyết khí của bọn họ đã gắn thành bột màng, bàng bạc mềm bông, bao phủ cả vùng núi sông này, dường như hóa thành các thiên bình thiên tướng trên trái đất chỉ riêng loại nhuệ khí và bá đạo này cũng đã không có gì có thể ngăn cản được rồi. Sĩ khí lên cao tới mức đỉnh phong. Thiên hoàng tử từ sau lưng rút ra một thành thiên đao, quang hòa sáng như tuyết, cháo khắp cả một vùng đất, khiến cho cả bầu trời đều sáng như ban ngày, khiến cho cả các vị sao và ánh trăng cũng đều ảm đạm xuống. Ai dám cùng ta tranh phong? Tất cả cổ tộc đồng loạt hô to, phối hợp với khí thế của một đào này, Vàng lên tiếng âm âm rung động. Thiên đào bất tử xé ra một khe hở không gian rộng lớn chém mở ra một luồng quỹ tích kỳ ảo. Thiên hoàng tử giống như một ma thần đứng sừng sững ở trên chiến xa cổ xưa, khuôn mặt anh Tuấn không tỉ vết, tràn ngập vẻ ác nghiệt, thiện đạo trong tay như có thể đâm xuyên qua quá khứ và tương lai. Cái thể loại gì vậy nào? Hơn bởi dặm bên ngoài, trên một ngọn núi, thanh hoàng tử cầm trong tay một cây kim ô đại côn, đứng thẳng trên một tảng đá. Bên kia cũng đang ở trên ngọn núi, Diệp Phạm đứng trên vách đá gật gật đầu rồi nói, rất cường đại đó, ở dưới chân bọn họ đều có các nguyên thiên đạo ngân nhờ những thứ này che lấp đi thiên cơ không người nào có thể thổi diễn ra những gì tại đây một người không cần phải sợ ta còn đang lo không có đối thủ tới đây cơ thanh hoàng tử cất tiếng nói huyết khí trong cơ thể nổ vang hắn vẫn muốn chém chết tên đại địch là thiên hoàng tử này từ lâu với tính cách của hắn mà nói lần này nam hạ khẳng định là đã có an bài ổn thỏa rồi muốn giết chết cả ngươi và ta diệp phàm cất tiếng nói để ta xem một chút có ai tới, vậy mà lại có thể khiến cho hắn tràn ngập tự tin như thế. Đôi mắt của thánh hoàng tử nheo lại, khoanh chân ngồi trên mặt đất, dùng thánh viên thiền tâm đi cảm ứng xung quanh. Dẫn động thiền tâm để sử dụng, rút ngắn càng ngàn dặm thiên địa, càng khôn trở thành một tấc ngắn gội, khiến cho thiên địa đều ở trong lòng. Thánh hoàng tử trầm mặc một lát, lầm bầm nói, hoàng hư đạo đến đây, cũng có cả khí tức của hỏa kỳ tử, còn có... Diệp vào nghe vậy liền chấn động, theo bọn họ đoán, có ba vị cổ hoàng tử đến, không ngờ rằng còn có cả người thứ tư. Hòa lần Nhi cũng đến đầy ư. Lần đầu tiên thánh hoàng tử lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hòa lân động khủng bố nhất lại còn có để cho hai huynh bội hòa kỳ tử và hòa lân nhi cùng đi đến đây trên đời này. Bọn họ, thần bình đều mang huyết mạch của cổ hoang, bất kỳ một người nào cũng đều là vô địch. Mà cũng có lời đồn rằng, nếu hai người bọn họ hợp cùng một chỗ, chiến lực sẽ tăng lên mấy lần chân chính là thiên hạ vô địch. Một trận chiến này gian nan đây, Hoàng Hư Đạo rất bí hiểm, từng đó qua rằng cuộc đời này chỉ vì chứng đạo mà sống, đây là một kẻ không thể trêu vào. Hắn đã quyết định xuất thủ, khẳng định là vì tìm đối thủ để đại chiến ngộ đạo. Thiên Hoàng Tử cộng thêm một đồi huỳnh bội hỏa lần động, trận chiến này thật sự quá gian nan, khiến cho cả Diệp Phàm và Thánh Hoàng Tử đều nhíu mày. Mặc kệ hắn có thiên quần vạn mã, chỉ cần giết một tên thiên hoàng tử là được hai người bỗng nhiên đồng thời nói lập tức cười to. Cho đến sau nửa đêm, bầu trời trần trở nên trong trẻo như vắng lặng, ánh trăng bàng bạc nghiêng về phía tây, mọi âm thanh đều yên lặng. Trên ngọn núi, đám sườn bù lượn lờ, một mảng lờ mờ. Diệp Phong cùng Thánh Hoàng Tử đều ngồi xếp bằng trên một tảng đá, thần sắc của bọn họ vô cùng ngừng trọng. Đây là đằng tiêu hào sĩ khí của Thiên Hoàng Tử, mặc cho bọn hắn kêu gào, hai người đều vững như bàn thạch, không chút động tâm. Tính thì như sử nữ, mạt động thì như sư tử, thần xé xác voi, và đều đang chờ đợi để ra một kích lôi đình của vạn quân. Nhiều năm trôi qua như vậy, thiên hoàng tử rốt cuộc đạt tới loại cảnh giới nào rồi? Diệp phàm cất tiếng hỏi, trước khi đại chiến, mở ra tự nhiên phải hiểu cho thấu triệt mới được. Thanh hoàng tử, nguyên vốn đang bế quan, không nghĩ tới Diệp Phạm đột nhiên phát động thế công. Đêm tối, kiên trì đi tới Nam Vực, phối hợp với một kích lôi đình của hắn, nghe hỏi vậy thì hắn nói cùng ngươi cùng một cảnh giới, sừng sững ở trạm đảo tiểu bậc thẳng thứ sáu. Diệp Vam trong mắt chấp động, thiên hoàng tử này quả nhiên rất cao thâm, tiến cảnh thần tốc, mặc cho mình khổ tù nhiều năm như vậy cũng không thể vượt qua hắn một bước. Thanh hoàng tử nhìn thấy thần sắc của hắn, liền nói, người đủ để kiêu ngạo rồi, hắn so với người trạm đạo trước, phải nói là bị người đuổi theo, nếu như để hắn biết được, nhất định sẽ khó chịu đó. Trạm đạo là một quá trình gian nan, bằng không các truyền nhân của thần triều và thánh địa cổ hoa cửu lê đạo nhất từ phủ cũng ra không lần lượt ngã xuống thánh tử cùng thánh nữ của ngày xưa hôm nay không còn lại mấy người sớm đã trở thành một đống đất vàng bị hậu bối thay thế khi diệp phàm trở lại bên bờ tinh không kia hào phí đi ba năm hậu tích bạc phát mới trảm đạo trực tiếp tấn chức đến tiểu bậc thang thứ ba nhưng từ đó về sau một lần tiến thêm một bước đều đầy khó khăn Mới đầu hắn còn có thể một năm tấn chức một tiểu bậc thang, nhưng tới sau hắn lại phải mất 8 năm mới thành công tiến thêm một bước, từ tiểu bậc thang thứ 5 thẳng lên tiểu bậc thang thứ 6. Chiến lược thực tế của hắn mạnh tới cỡ nào? Diệp Phạm cất tiếng hỏi, đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Cực kỳ là cường đại, không thể đo lường được. Thanh Hoàng tử trịnh trọng nói tiếp, bằng không ta đã sớm làm thịt tên đại địch này, đâu có thể tha cho hắn sống đến bây giờ. Hoàng hư đạo, Hoa Kỳ tử ngẫu nhiên trợ trận là một nguyên nhân chủ yếu, là bản thân tiên hoàng tử cũng đủ cường đại hơn xa thường nhân. Lực quyết mạch của hắn quá cổ tuyệt kim. Thanh hoàng tử một thần bộ lồng màu vàng, ở dưới ánh trăng tỏa ánh sáng lóa mắt như là hoàng kim luyện chế mà thành. Hắn thần sắc gừng trọng, nói ra một bí tân đủ để dọa người. Hắn gần như mỗi tháng đều có một hồi đại chiến, quyết đấu sinh tử cùng một vị tồn tại kỳ bí, người có biết là ai không? Diệp Phạm Hồ Nghi nhìn về phía vẻ mặt trang nghiêm của thánh hoàng tử, hướng hắn mà hỏi, con thật sự lắng nghe. Trong một năm, hắn có ít nhất 10 lần cơ hội quyết chiến cùng bất tử thiên hoàng ở thời đại thiếu niên. Thánh hoàng tử nói giọng rất trầm thấp. Cái gì? Diệp Phạm ánh mắt sáng hẳn lên, bắn ra hai đường hạo quang như tia chớp, trên mặt lộ ra dị sắc. Tin tức này quả thần khiến người ta nghe mà kinh sợ. Đại chiến cùng bất tử thiên hoàng, thời đại thiếu niên. Điều này dường như là một giấc mộng, đó chính là một nhân vật được coi là vượt qua thần minh, được vạn tộc cùng sùng bái. Đây là chuyện gì chứ? Bất tử thiên hoàng rất nghiêm khắc đối với đứa con đối dòng duy nhất, để lại rất nhiều chuẩn bị để thế hệ sau rèn luyện. Tương truyền, bất tử thiên hoàng công tham tạo hóa, còn lưu lại ấn ký bất diệt thời đại thiếu niên. duy chỉ có huyết mạch của hắn là có thể kích hoạt, làm cho ấn ký sống lại, tiến hành quyết đấu. Diệp Phạm nghe nói liền điếu mày đây là một phương thức rèn luyện đáng sợ đến mức nào người thường không thể với tới chiến đấu cùng chi tôn phản tộc trong truyền thuyết đây là mơ ước mà bất cứ một người chứng đạo nào đều khát vọng nhiều năm qua hắn chịu không ít đau khổ rồi thanh hoàng tử chế nhạo quay miệng lộ ra một tia ý cười diệp phàm gật đầu rồi nói điều này kể ra cũng đúng đấy bất tử tiên hoàng rất có thể là người mạnh nhất từ thời thái cổ tới nay mặc dù cái thừa huyết mạch cùng thiên công của hắn cũng khẳng định không thể so sánh Ta thực hy vọng bất tử tiên hoàng thời đại thiếu niên đánh cho tiền tiểu tử kia tàn phế luôn đi. Tuy nhiên, nghĩ đến làm phụ thần như hắn, không có khả năng làm như thế. Thánh hoàng tử cười rồi nói. Diệp Phạm trận trắng mắt, hậu tử thật là không phúc hậu. Thật đúng là trồng cậy vào lão trà đánh cho con tàn phế hay sao? Điều này không thực tế cho lắm thì phải. Trong núi rừng bồ hóa thành dạng hơi đờ đường quanh vách núi, tràn gầm khu rừng này, giao hòa cùng với ánh trăng, tạo thành một màn trắng bạc bao phủ núi rừng hai người còn thật sự trao đổi, phân tích đối thủ cường đại như thế nào. Thiên hoàng tử, trước khi chưa sinh ra, thân ở trong đá, ở trong tạo hóa nguyên nhãn, đủ để cho căn nguyên sinh bệnh của hắn cường tịnh hơn gấp trăm, gấp ngàn lần người khác. Diệp Phàm khi tiến vào tử sơn đã từng quan sát chỗ địa thế đó. Đến nay, nghĩ đến còn cảm thấy xúc động sâu sắc. Mấy đời nguyên thiên sư đều không tìm được một cái tạo hóa nguyên nhãn. Đó chân chính là tiên nhãn nghịch đoạt tạo hóa thiên địa bất tử tiên hoàng để lại môi trường tốt nhất để cho huyết mạch lực của hắn được độc nhất vô nhị từng bước một bồi dưỡng tiên hoàng tử này nếu không muốn cường đại cũng không được thật không ngờ hắn còn có chuẩn bị nghịch thiên cho đời sau cái này sĩ khí của chúng ta không có thịnh như vậy chứ thanh hoàng tử nở nụ cười lúc này là lúc mở tối trước khi trời sáng không thể bao lâu tinh tú đầy trời đều mờ nhạt đi một đêm này rất nhanh sẽ trôi qua hừng sư động chúng mà đến khí thế hùng hùng hổ hổ như thế, để cho khí thế cường thịnh của chúng phai nhạt xuống. Đến lúc đó, đánh cho chúng suy bại luôn. Diệp Phạm cũng mỉm cười. Đột nhiên, trên ngọn núi cao nhất này, xuất hiện một tòa môn hộ viền vàng, rồi là tất nhiên rất nhanh mở ra. Đại hát cầu đỉnh đạc cất bước đi ra. Phía sau còn có theo lòng mã cùng đạo nhân vù đường đoạn đức. Khi nhìn thấy tổ hợp ba tên này, Diệp Phong cảm thấy hơi kỳ lạ. Mấy tên này thật đúng là không bột ai tốt lành gì bà tên xấu xa gom vào cùng một chỗ, nhất là nhìn dáng cười đáng kinh của đoạn đức kia, quả thật khi người ta nhìn thấy mà muốn đạp cho một cái vào mặt. Ở phía sau, mấy người diệp đồng, đồng phường xã cũng đối tiếp đi ra, một đám đều xoa xoa tay, dường như cực độ là hưng phấn. Diệp Phạm lấy tay vạch một cái, xuất hiện quyền thiền văn lạc đầy trời, hóa thành một mảnh đạo ngân chậm rạp, phong tỏa qua núi này. Dẫu đi khí cờ của tất cả bọn họ, sợ bị người ngoài mười tạm kia thổi diễn ra, dù sao khoảng cách cũng quá gần rồi. Nhìn cái vẻ mặt cười gian của người nhất định là không phải chuyện tốt. Diệp Pham nhìn chằm chằm đại hắc cậu. Còn bà nó chứ, bồn hoàng ta phùn tiền chấp ngọc dịch đầy mặt người bây giờ. Đại hắc cậu lập tức mặt sụ xuống, vẻ mặt khó chịu bằng nguyền ruộng. Là chú ý của bần đạo, linh cờ vừa động muốn làm một vô lớn đó mà. Đoạn đức cười híp mắt rồi nói. Hắn mặt mày hồng hào, tóc đèn nhánh cắm một cây mộc trầm hình rông đầu đội đạo quan vườn giả tử kim thân mặc đạo bào thật là tuyệt nhưng mà lượng đạo ẩm dương đồ trên người mỗi một kiện đều là bảo bối hì thế nhưng nếu vứt bỏ những ngoại vật này cả người hắn bất kể nhìn thế nào đều không giống một người tốt làm cho người ta kích động muốn đập cho hắn bộ trận tên thần côn ngươi lại muốn đánh chủ ý lệch lạc gì chứ diệp Pham cảnh giác nhìn chằm chằm vào đoạn mập mạp người kia cũng không phải là kẻ tốt lành gì thiền hoàng tử hừng sư động chúng đến đây nhận định hàng ổ ở bắc vực của hắn trống không. Chúng ta đi vét sạch cái ổ của hắn là tuyệt nhất. Đoạn đức cười nói về mặt đê tiện. Người quả thật không phải người tốt gì. Thanh hoàng tử cười ha hả. Tuy nói lời như vậy, nhưng rõ ràng là hắn rất hứng thú, tán thưởng với chuyện này. Chú ý này thực là không tệ. Lòng già ta vừa rồi cũng đã tỏ thái độ đồng ý. Vố lớn như thế này, muốn làm phải làm ngay. Lòng mãn lắc đầu vẫy đuôi, trong miệng phun ra nuốt vào bạch khí. Một bộ dáng hừng phấn quá độ, bà tên các người, thật là. Diệp Phạm mắt trợn trắng, hắn đã biết trước bà tên hỗn đàn này hợp cung một chỗ là nhất định sẽ làm chuyện không tốt. Đây chính là một cơ hội ngàn năm muôn thuở. Quả khỏi thôn này có thể sẽ không còn quán nào nữa đâu. Hắc Hoàng Ngạo Nghĩa nói ra, giật bất mãn với thái độ của Diệp Phàm. Diệp Phàm thân sắc trịnh trọng nói, trường không nói có thể tìm được hang ổ của thiên hoàng tử hay không, cho dù tìm được thật thì có thể dọn được sao, hơn phần nửa có tổ vương thái cổ tọa trấn đó ta biết cùng khuyết của bất tử thiên hoàng ở địa phương nào. Thánh hoàng tử lên tiếng, đồng thời nói ra ở khu vực đó qua thật có tổ vương thái cổ tọa trấn. Tuy nhiên mấy người cách chỗ đàn tràng thái cổ một khoảng cách khá xa. Bồn hoàng tới đây chính là muốn hỏi người cụ thể cách xa bao nhiêu. Ta quan tâm nhất là vấn đề này đó. Cặp mắt to như chuông đồng của hắc hoàng lóe sáng, hiện nhiên không phải là nói đùa. Cùng khuyết của bất tử thiên hoàng, ngoại trừ con cùng với nổ bọc hầu hạ hắn, người ngoài không được đi vào. Mấy vị tổ vương thái cổ đều phải bế quan ở một số ngọn núi tại khu vực xa hơn một chút. Thanh hoàng tử nói ra, kỹ càng tỉ mỉ, lại vẽ ra mặt đất một ít bản đồ địa hình, tính ra khoảng cách chính xác. Không thành vấn đề, ta có thể bay ra khi thiền bí trận đệ nhất thiên hạ. Đây là năm xưa vô thủy đại đế dùng để che trời. Cách xa như vậy, chè chắn vài tổ vương, tuyệt đối không thành vấn đề, có thể làm một vố lớn đây. Hắc hoàng tin tưởng mười phần. <laughs> Đi vét sạch hang ổ thiên hoàng tử, trừng cứ để hắn nhảy nhót ở Nam Vực cái đá. Năm người đồng phường giã, Lý Hắc Thủy, ai nấy đều rất phấn chấn, vô cùng kích động. Thiên hoàng tử xuất định bắt bộ thần tướng hừng sử động chúng xuống phía Nam. Cả thế gian đều chú mục, ngay cả Hoàng Hư Đạo, Hoa Kỳ Tử, Hỏa Lần Nhi đều bơi tới, còn có bán thánh áp trận. Nếu như đúng lúc này dọn sạch hang ổ của hắn, khẳng định sẽ khiến hắn tức đến hộc máu. Cuối cùng thì Diệp Phàm cùng Thánh Hoàng Tử cũng đều gật đầu đồng ý nếu bắc vực không yên khẳng định thiên hoàng tử sẽ thật thố đợi thời điểm hắn quay về cứu viện vừa lúc có thể nửa đường chặn giết tới thời điểm đó điền bình cổ hoàng tử đại quân bắt bộ thần tướng đều đã đại loạn thuận thế làm tan rã chém vào chỗ hiểm của hắn diệp phạm lại cất tiếng nói thanh hoàng tử cười đến là híp mắt giữa khe hở thần quang trạng rỡ mà nói trò diễn phải làm cho tới ngày nay trước hết tất nhiên phải kiềm chế bọn chúng ở nam vực chúng ta cũng nên hoạt động cần cốt, đi đến bồi tiếp bọn chúng vài lần, sau đó đi Bắc vực thủ gặt chiến lợi phẩm. Nghe nói bất tử Thiền hoàng còn lưu lại vài món tiền trần kinh thế đấy. Đoạn Đức, Hắc Hoàng, Lòng Mã, ba tên vô liềm sỉ kéo nhau mở ra vực môn đi thẳng đến Bắc vực. Năm người Diệp Đông, Đồng Phường Giá, Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy kêu cao ao ao đuổi theo, trên mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ hưng phấn như sắp cướp được bảo bối. Buổi sáng sớm ngoài Thanh Hà thành, một đám cổ tộc thần sắc lạnh lùng một đám như tượng thần thái cổ không nhúc nhích đại quân bọn họ xuống phía nam kết quả đánh vào khoảng không căn bản không có người nào ứng chiến làm cho bọn họ cảm giác bất lực một quyền đánh trong không khí lừa dận không thể phát tiết người không phải muốn khiêu chiến thiên hoàng tử sao trần thần đến đây vì sao không dám chiến một trận đồ vô dụng đến bao nhiêu giết bấy nhiêu từ nay về sau nơi nào thiên hoàng tử đi qua tốt nhất là người cụp đuôi vĩnh viễn chạy trốn đi bằng không chết không có đất trồn thầy đâu. Chỉ là thằng hề nhảy nhót mà thôi, bằng vào các cươi, chỉ là còn kiến vô dụng cũng dám trành phòng cùng thiên hoàng tử, cả đời cũng không phải là đối thủ của thần tử. Hậu nhân của bát bộ thần tướng không ít người đều kêu gào, thành âm vàng rội, làm cho mấy dãy núi xà xà đều u u rung chuyển. Thiên hoàng tử vừa ra, ai cũng trành phòng cơ chứ, từ hôm nay về sau, các bộ toàn các người đều có thể quỷ sát đất, căn bản là không xứng đối thủ của thần tử các người hiện tại dám ra đây sao? Nếu xuất hiện, ta chỉ dùng một đầu ngón chân là có thể nghiền nát bọn người các người thành thịt vụn. Các người xong đời rồi. Tiếng quát tháo không ngừng vàng lên, vô cùng khích bác. Anh Bình Minh từ phường đồng quét tàn bóng đêm, bắt đầu một ngày hoàn toàn mới. Ngoài thanh hà thành khói bạc lượn lờ, sương bổ tràn ngập. Chỉ nghe soạt một tiếng. Đột nhiên một đạo tiền quang hừng hực bắn ra. Thanh hoàng tử xé mở hư không, nhảy vào giữa đám người trong tay cầm đại côn quét ngang những người vừa rồi kêu gào bị đánh cho đất gần gãy xương ọc phẳng tùng tóe chết một mảng lớn thanh hoàng tử đến đây rồi ngăn hắn lại đi giết chết không luận tội có cao thủ thét lớn thế nhưng Hậu tử tới nhanh như cũng đi nhanh dũng tuyệt thiền hạ huyết khí ngập trời đại côn trong tay quét qua xương cốt máu thịt cùng nhau đổ tung hắn mạnh mẽ đánh ra một con đường máu bằng ngang qua rồi biến mất ở trên trời phía sau đều lại hơn một trăm cỗ thi thể Quyết chiến ngoài cấm địa Thái cổ, đây là câu nói của Thánh Hoàng tử đưa lại, chấn động làm cho tay của rất nhiều người đau nhức, tràn ra việt máu. Bên ngoài thanh Hà Thành lập tức sôi trào, mọi người chờ đợi suốt một đêm, cuối cuộc thấy được kết quả, con người ra tay, ước định địa điểm đại chiến. Trên chiếc chiến xa cổ xưa, Thiên Hoàng tử sắc mặt âm trầm, hắn không kịp ngăn cản, mặt thấy hậu tử đánh chết một đám thủ hạ, rồi ngang ngang mà đi thiền đào trong tay hắn phát ra hào hoàng sáng như tuyết chói mắt hoành ngang chặt đất vòng trời chết tiệt có cổ tộc oán hận quyền rủa nhưng mà những tiếng rối loạn cùng tiếng kêu rên còn chưa kịp bình tĩnh trở lại có một đạo tiên quang hừng hực xuất hiện một cái ám kim trưởng thường xé rách thiền địa như đã sáng lập ra một cái thông đạo hỗn độn vậy mũi thường vô cùng sắc nhọn phun ra thương mang dài đến mười mấy dặm quét ngang xuống cổ tộc kêu ra thảm thiết máu thịt bày tung tóe diệp phàm cầm thương hạ xuống đại sát tứ phương một đạo huyết quang hiện ra phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết một gã vương giả đại thành bị hắn đâm thủng xưởng trán nứt toạc ra ở trên hư không chạy đi đâu thiên hoàng tử cực kỳ phẫn nộ ở trước mặt hắn đại khải sát giới đây chẳng khác nào đã tát thẳng vào mặt của hắn làm sao hắn còn mặt mũi nữa chứ thiên đào bất tử trong tay của hắn hóa thành một luồng hào quang rừng rực sáng như tuyết mà cuồng bạo giống như dài ngân hà từ trời cao vuông xuống, trút xuống ánh đào chói mắt đầy trời, chém thẳng tới Diệp Phạm. Diệp Phạm sử dụng cây ám kim trường thương bảo đen, làm như đại côn, búa động lên, trực tiếp đã vỡ vòng trời nổ tung. Một số cổ tộc khắp nơi, tất cả đều giải thể, máu thịt vàng tung tóe, thần thường ô quang trói mắt, lập tức va chạm trên thiên đạo bất tử. Giữa hai người phát ra một tiếng nổ vang rung trời, chấn cho mọi người đều kêu thảm thiết, bừng kín lộ tai. Mạnh thật đấy, Diệp Phạm không thể không phát ra tiếng cảm thán. Thiên hoàng tử này quả nhiên có huyết mạch quán cổ tuyệt kim, không hổ là con của bất tử thiên hoàng, dũng mãnh tuyệt thiên hạ. Mà lúc này, thiên hoàng tử thần sắc ác nghiệt, hắn bổ ra một đao, ngay cả dấu vết đại đạo đều chém ngay cả. Tràn gặp hỗn độn khí, nhưng bị đối phương tung một kích liền chặn lại. Diệp Phạm đương nhiên sẽ không hàm chiến, đây là một địch thủ cường đại, nhiều năm qua vẫn luôn quyết đấu cùng thiêu điền bất tử thiên hoàng, tu vì sâu không đường được ngoài cấm địa thái cổ chiến một trận diệp phàm lưu lại một câu như vậy rồi sau đó thần hắn cùng thường hợp nhất hóa thành một đạo cầu vồng đâm thủng thân thể một vị vương giả đại thành chấn cho vỡ nát tan tành rồi biến mất trên không trung ở ngay chỗ hắn biến mất bốn luồng đạo ngân khủng bố xuất hiện đánh vỡ nát nơi đó đáng tiếc không thể đánh trúng hắn bên ngoài thanh hà thành biến thành một mảng sôi trào mọi người cảm xúc sôi sục chờ mong đại chiến rốt cuộc cũng bắt đầu rồi toàn trường một mảnh ồn ào ẩm ý. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Diệp Phạm cùng Thánh Hoàng tử nhìn nhau cười. Bọn họ có thể tính ra, dựa theo tính cách của thiền Hoàng tử, trước khi tới bên ngoài cấm địa Thái Cổ, khẳng định đã phải thăm dò trạng huống. Như vậy cũng đủ thời gian cho bọn họ rồi. Đi, đi vét sạch quê nhà của hắn. Hai người mở ra vực môn, vượt qua hư không đi tới Bắc Vực. So sánh với xuân về hoa nở ở vùng đất phương Nam, Bắc Vực tiêu điều hơn nhiều. Không có một ngọn cỏ, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm đều đã đất chết, không khó nhìn thấy tận đầu cuối. Ở thời Thái Cổ, vùng đất này là nơi sinh cơ tràn đầy nhất trên đời, có cây phong phú, cổ dựa khắp nơi, linh khí nồng đậm, đánh không tan, vạn tộc rầm rộ. Đáng tiếc, thịnh cực tất suy, đây là quy luật vạn vật phải tuân theo. Thanh Hoàng Tử cảm thán một câu, Diệp Phạm cùng hắn tới Bắc Vực, lập tức đuổi theo hướng một chỗ vùng đất cấm của sinh linh Thái Cổ. Đây là một dãy núi cao cổ xưa, bao là hùng vĩ khôn cùng. Từ địa thế mà nói, đây là một vùng đất thăng đông, mơ hồ có thể thấy được từng dãy, từng dãy núi giống như rồng nằm, lưng núi nhấp nhô, đại thế kỳ vĩ, kéo dài hùng tuấn, đối ứng cùng nhật nguyệt tình tú, như là có sinh mệnh đang hồ hấp. Ở trước thời thái cổ, địa phương này có rất nhiều thác nước cao vạn trượng, giống như thiên hà đổ xuống, giống như thần tích, mờ mịt khôn cùng. Nhưng ngày hôm nay, hết thảy đều đã khô cạn, một cốc cây cỏ dại cũng không có, hết thảy đều đã trụi rồi. Thanh Hoàng Tử cùng Diệp Phàm xâm nhập mười mấy vạn dặm, mới đến chỗ sâu nhất của cổ mạch này. Không thể không nói, dãy núi này cực kỳ hùng hồn, ít có nơi nào sánh bằng. Phía trước chuyển đến tiếng nước chảy đình tài nhức óc đầy sinh cơ. Cổ thụ, sói rừng, có cường giả, thái cổ dùng bản lĩnh nghịch thiên, mạnh mẽ khôi phục hết thảy nơi đây. Chỉ mới mấy chục năm mà có cây cùng cổ dược các thứ dường như đã trải qua hàng vạn năm, bao phủ bầu trời, che lấp đại địa, đương nhiên cũng có rất nhiều cây là bọn hắn mạnh mẽ gì rời từ địa phương khác tới. Ngay phía trước, có chín dòng thác nước lớn từ trên trời đổ xuống trắng xóa, có đời nước sôi trào đổ xuống từ trên mấy ngọn núi lớn cào vạn trượng. Chỗ này, Diệp Phạm không thán phục không được, hình thể núi non ở địa phương này quả nhiên bao la hùng vĩ và đẹp đến lạ thường, đi khắp thiên hạ cũng khó tìm ra vài chỗ để có thể so sánh thác đường cao vạn trượng đổ xuống phát ra tiếng động lòng trời lở đất lại như thiên quân vạn mã đang chèn trúc rào xuống thành thế vô cùng to lớn ở trên vách đá núi cao vạn trượng cắm rễ từng gốc từng gốc cây kỳ dược đều thuộc loại dị trùng sắp tuyệt tích rễ cây thô to phiên lá sành biếc sáng loáng nơi này đoạn đức bọn họ sớm tới nơi trước một bước đang vòng quanh chân núi thật lớn quan sát địa thế hắc hoàng là bận rộn nhất nó phóng đi rất nhiều trận kỳ ra các hướng, muốn bay ra khi thiền đại trận. Đúng là phải vây khốn đời đây, bất kể bên trong phát sinh chuyện gì, cho dù là cả vạn người đang độ kiếp, ngoại giới cũng sẽ không biết được, chúng ta có thể yên tâm vẹt sạch cái hàng ổ này. Bốn phía địa phương này còn có mấy chỗ sơn thế rất đặc biệt. Cách nơi đây khá xa, trên mỗi một ngọn núi đều có một vị tổ vương thái cổ tọa trấn. Đó là tồn tại đỉnh phong của đường kim thiên hạ, một ngày không thánh là một ngày cường giả trong mắt bọn họ là con trùng con kiến vì thế năm người này tự nhiên không dám kinh động trên mỗi thần người đều có ngọc khối của hắc hoàng đưa cho mặt trên có các, các loại phủ văn có thể hỗn loạn thiên cơ còn có thể ẩn giấu khí tức của bản thân năm đó khi diệp phàm bị đệ tử của thần toán tử thổi diễn phát hiện cũng đã từng dùng thứ này để che giấu khí tức mà sau khi diệp phàm tới nơi lại dùng nguyên thuật thông thiền triệt địa che giấu ký tức bọn họ trong mỗi người đều mang theo mấy khối nguyên thạch có các đạo gần hắn lĩnh ngộ được không thể không nói dãy núi này rất trống trải vị trí chỗ bọn họ cũng chỉ là sơn môn mà thôi Các khu vực núi lớn thành dãy nguy nga hiểm trở mệt đi đứt nửa cái mạng già của ta rồi các người phải cẩn thận ngàn vạn lần phải bố trí tốt trận kỳ hắc hoàng cất tiếng dặn dò một ngày nay một đám người đồng loạt hành động mỗi một người đều là đại cao thủ chấn nhiếp một vương bay trận tự nhiên không thành vấn đề. Trong đó, Diệp Đông là hưng phấn nhất, lớn như vậy, hắn vẫn luôn là đứa trẻ tốt. Hôm nay làm chuyện vờ vét nhà người ta là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Vô lượng thiền tồn, thiện tai, thiện tai. Đoạn đức cười đến híp mắt, mặt mày hồng hào, chắp hai tay sau lưng nhìn vào chỗ sâu trong sơn môn xa xa. Lần này chính là hắn đề nghị mọi người mới đến vờ vét nhà người ta. Sau được canh giờ, đã cầu tự mình đi kiểm tra sợ xuất hiện sở xuất, bởi vì chuyện này liên quan đến sinh tử của bọn họ. Vạn nhân bị tổ vương chặn ở bên trong, hết chỗ chạy thoát thần mất. Sau đó, Diệp Phạm cũng tham gia, vì để ổn thỏa, hắn tự mình bố trí, khắc ra một vùng nguyên thiền bề trận, để ngừa vạn nhất, bảo đảm không còn sơ hở tin nào. Tốt lắm, hắn đã không có vấn đề gì đâu, nói chuyện không hên, nếu như thật gặp phải một tổ vương chạy đến đây, chúng ta cũng có thể lập tức nhảy vào vực buồn và chạy trốn cho nên không cần phải lo gì. Hắc Hoàng cất tiếng nói. Lần này bọn họ chuẩn bị khá đầy đủ, lò trưng khỏi họa về sau. Mỗi người giữ một cái trận thái cổ. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, đầu tiên đều có thể đảm bảo độn ra khỏi nơi đây. Các vị chuẩn bị vào núi, cũng nên chuẩn bị tốt thánh khí đi. Vạn nhất nhảy ra con cá lớn, trực tiếp đánh chết tươi. Hắc Hoàng nhắc nhở tất cả mọi người. Thánh Hoàng tử cũng lên tiếng nói cho bọn họ biết. Nơi này dù sao cũng là xào huyệt của thiền hoàng tử, là một chỗ hành cung của phụ thần hắn lưu lại, xưng là đầm rồng hang hổ cũng không quá đáng. Sơn bồn trống trải, chín dòng thác nước cao vạn trượng là một kỳ cảnh, đi vào trong tiên khí lượn lờ, tiền hạc bay phố, các loại cảnh sắc mỹ lệ nhiều đếm không xuể. Đối xanh một tòa lại một tòa, khí trời ngũ sắc phất động, điền vũ đền đài treo lơ lửng giữa trời, giống như một cảnh thế giới thần thoại. Các người là ai? Chỗ sơn bồn, dĩ nhiên có người cảnh xứ Lúc này liền chạy tới mười mấy người của cổ tộc, ai nấy đều tu vi bất phàm. Thế nhưng lúc này lại là một đám như hổ lang trì sư xông vào, ai có thể ngăn được cơ chứ? Lệ Thiên khẳng khặc cười gian ác, xoàng vô tiếng, cái nắp thần nữ lồ bị tốc lên, phun ra nuốt vào tình hòa nhật nguyệt. Bốn phường tám hướng linh khí vọt tới, mười mấy người cổ tộc dãy ruộng, tất cả đều bị thu vào trong. Vì sao tiếng động lớn ầm ý đã xảy ra chuyện gì? xa xa trên một ngọn núi cao vạn trượng truyền xuống một trận giao động cường đại nơi đó huyết khí bốc hơi có một cường giả siêu cấp đang bế quan lại là trảm đạo giả không nghĩ tới bên trong lưu lại không ít cường giả để ta tới đi diệp Phạm tiến lên trong cơ thể khớp xương kêu trùm rốp trong nháy mắt hắn liền biến thành một thành điền tuấn mỹ tuyệt luân không khác gì thiên hoàng tự nhìn thấy khuôn mặt này của ngươi ta muốn đập cho một trận đồng vương giãn nói ra có thể nói quá giống nhau từ hình thần đến thần đều cực kỳ giống nhau diệp Phạm mỉm cười lại một lần nữa thi triển cải thiện hoán địa đại pháp thay đổi toàn bộ hình dáng của mọi người tất cả đều trở thành hậu nhân của bát bộ thần tướng gần như giống hệt với nhóm người xuất hiện ở thành hà thành kia ngay cả đại hắc cầu đều trở thành một con cự thú kỳ lân Mặt long mã thì lại hóa thần là một con xích dao tên nào tên đó đều diện mạo hùng mãnh khi tức bức người diệp phàm nguyên thuật xuất trần nhập hóa bất kể dùng trên người nào đều khó có thể nhìn ra sơ hở tất cả đều chỉ trong nháy mắt hoàn thành hắn dẫn đầu đi tới phía trước hạ xuống trên ngọn núi kia trạm đạo già thủ hộ tại đây lập tức xuất quan ngay khoảnh khắc nhìn thấy bọn họ lập tức ngần cả người thần tử nhanh như vậy đã về rồi sao người cổ tộc này có hơi lúng túng keng một tiếng thanh hoàng tử tự bình ra tay túc dục thần nữ lô đi hỏa ngập trời thu hắn vào trong liên hóa thành một đống tro tàn Nơi đây không còn đại mấy người, thật là một mảnh hư không, vẹt sạch sẽ đi. Lòng mà ác hình ác trạng mà nói. Bọn họ thuận lợi tiến vào, nửa đường cũng không có bao nhiêu cổ tộc, lập tức liền đi tới trọng địa, quả nhiên là một vùng trống trống. <laughs> Đạo gia ta rốt cuộc vào được rồi, đây là có thể sánh bằng trộm một mộ phần lớn của thánh nhân, thật hy vọng có thể lấy được vài món tiền trần đó. Đoạn đức xoa xoa tay cười rồi nói, có phần vô cùng đê tiện, ở trung ương có mấy ngọn núi cao, mỗi một, một tòa đều thẳng đứng tận trời, như là mấy thanh kiếm tiền đặt ở trong này. Trên mỗi chỗ có một tòa thiền cung to lớn và hùng vĩ, có từng luồng khí tường hòa bắn ra bốn phía. Đây là bảo địa, trực bắt đầu từ tòa cung điện thứ nhất đi. Đá cầu gầm gừ trong cổ họng phóng vọt lên. Địa phương này có trận thế, nhưng hắc hoàng phá giải cũng không khó. Nó kết hợp vô thủy sát trận cùng các loại đạo văn khắc trà hơn 100 miếng ngọc khối, dùng trận phá trận đoàn người thuận lợi sông đến tiến vào trong cổ cung dương cột chạm trầu xanh vàng rực rỡ nơi nơi đều là bảo bối rất nhiều trang sức đều là thần nguyên khắc thành tách ra tìm kiếm cho sạch sẽ đi một đám người vọt sâu vào trong đoạn đức cùng hắc hoàng hiển nhiên là hành gia tranh nhau nằm cùng một phương vị trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đột nhân truyền đến một dao động cường đại một gian cung điện vỡ nát người dã man bị đánh đến. cả cánh tay trái đều đổ tung máu tươi chảy đầm đìa xương trắng lòi ra dày đặc. Nơi này có một người trảm đạo. Diệp Phạm nghe tin là người thứ nhất đuổi tới. Đây là một tên cổ tộc ba mắt. Nhìn thấy hắn là bộ dáng của thiền hoàng tử, cũng không thèm để ý. Vừa lên đều tới tấn công ngay. Diệp Phạm tung một trưởng chụp xuống, đương trường đánh đập hắn miệng phun máu, rời xuống đất. Các người là ai mà lại dám giả mạo thân tử? Còn mắt thứ bà của hắn dựng thẳng đầy phẫn nộ. Hắn nhìn không ra sơ hở, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết những người này đều không phải chính là chân thân. Đồng phương giá với màn cổ huyền Pháp sinh ra một cánh tay mới, vùng cây làng nhà đại bổng đánh xuống. Người này khó chống lại thánh khí, phù một tiếng, hóa thành một đám sương máu. Đây chỉ là một khúc nhạc đẹp thôi, những người này đều coi như thuận lợi. Lòng bạn tấn công vào trong cổ khuyết, mã đạp cùng điện, loạn thạch văng ra và đạp sụp từng cái cổ khuyết. Ngay cả một kiện thánh khí đều không thấy ư. Nó miệng phùn khói trắng, một đồng muốn tìm một kiện thánh binh. Đột nhiên thánh hoàng tử phát ra tiếng kinh hồ, có đại sự kinh người, cả đám người đều chạy tới. Cái bàn cờ này không hề đơn giản. Đoạn đực lại cũng chạy tới, lập tức đưa ra phán đoán như vậy. Bàn cờ ấy rất thô sơ, không có sáng bóng, mặt trên có mấy chục đường ngang dọc, về tích cổ xưa loang lổ nhìn thoáng qua, thấy nó rất thô sơ, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà quan sát cẩn thận, cái bàn cờ này như là một khu chiến trường viễn cổ đang đang sát khí, ẩn ẩn phát ra sát thế kinh thiên như trận đại chiến thái cổ tái xuất hiện ở thế gian. Đó có chút cổ quái, tìm bắt một tên cổ tộc ra hỏi xem nào. Yến Nhất Tịch ra tay, bắt một tên đô bộc cổ tộc trốn trong một cái giếng cổ, sự trả thức hại của hắn muốn tìm hiểu cho rõ. Quả nhiên không phải là tầm thường, thiên hoàng tử thỉnh thoảng lại đến nơi đây bài bố ván cờ, có khi ngồi xuống chính là một ngày một đêm. Thì ra là thế, thanh hoàng tử gật đầu, dường như có điều suy nghĩ rồi nói tương truyền bất tử thiên hoàng tình thông thổi diễn yêu thích chơi cờ bàn cờ đá này hơn phân nửa là hắn lưu lại mọi người vô cùng kinh ngạc nếu thực đúng như thế bàn cờ này rất quý báu nói không chừng bên trong có đạo ngân không hề nghi ngờ đây là một kiện thần bảo bằng không thiên hoàng tử cũng không có khả năng thường tới đây tìm hiểu ván cờ như vậy đoạn được cất tiếng nói bắt chuyện cùng hậu tử phi thường nóng bỏng muốn trao đổi mấy người đều nếm thử đưa thần thức ký thác vào trong bàn cờ thô sơ lập tức cảm giác được sát kiếp khôn cùng, dường như bản thân mình đang ở thời thái cổ trải qua một hồi lại một hồi đại chiến quả nhiên là bảo bối tốt bật từ tiền hoàng biến ấn ký hóa thành sát kiếp thái cổ trần chính khắc vào trong bàn cờ đá đối với thanh nhân mà nói đều là đáng giá để tìm hiểu bảo bối này giá trị quá lớn nhất định phải thù lấy chậm rãi mà lĩnh hộ thanh hoàng tử thận trọng thù cất không bao lâu sau bọn họ can quét tòa cung điện lớn này không sót một chỗ nào cũng không có thứ đặc biệt gì khác, từ đó rời khỏi, chạy tới chỗ khác. Ngọn núi thứ hai đặc biệt cao lớn, cung điện cũng lớn hơn, hùng vĩ hơn, to lớn như thiền cung trung ương của thiền đỉnh Thái Cổ, uy áp đến khiếp người. Đứng ở chỗ này, có khí thế nhìn xuống các thiên hạ, các loại điểm lạnh xuất hiện, Ngàn vạn dòng tiên khí như thác nước rút xuống. Hắc hoàng phá vỡ trận thế, mấy người thuận lợi lên tới đỉnh ngọn núi. Dù sao thì nơi đây dùng làm chỗ ở, cũng không có đại trận to lớn quá mức khủng khiếp. Địa phương này, cổ dược thành phiến cắm rễ ở trước thiên cung, dược thảo lá xanh biếc, đỏ óng ánh, tím trọng sáng, đủ loại màu sắc không giống nhau. Hiện nhiên từ thái cổ đến nay chưa bao giờ cô kiệt. Khi trời đầy thánh khí, hương thơm ập vào mũi. Đó là cái gì? Khi đi vào tòa thiên cung này, tất cả bọn họ đều như hóa đá. Tiền khí nồng đậm ập vào mặt, các loại dao động đại đạo nhấp nhô như tình vực vô ngần, như là đang đối mặt với một lũ vũ trụ cổ xưa, kinh khiếp hồn phách của người ta khiến người ta như đang phát mộng. Mặc dù Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Đoạn Đức, Hắc Hoàng đều từng tận mắt nhìn thấy đủ thứ trên đời, lúc này cũng đều kích động một trận, miệng lưỡi khổ khốc, nuốt nước bọt. Có thể nghe được rõ ràng trong số bọn họ không ít người đang nuốt nước miếng, thật sự là bị kinh sợ với những thứ nhìn thấy trước mắt. Còn bà đó chứ, cũng chỉ có bất tử thiên hoàng mới có thể làm ra được loại chuyện này. Hắn cũng thật phí bỏ làm được, tiền vật tuyệt thế đây mà thật khiến người ta chấn động mà một đám thanh nhân đến đây đều phải khom lưng bốn nhờ thật không nghĩ tới vật trong truyền thuyết này còn lưu tới ngày nay tiền truyền kinh thế nó còn sống trong thần tuyền không nghĩ tới chúng ta còn may mắn lớn như vậy thiên hoàng tử nếu biết chúng ta ở trong này khẳng định bị tức giận đến hộc máu ngay cả diệp phàm ánh mắt đều thẳng ra lần này vờ đỉnh vét huyệt như thu hoạch quá lớn chỉ riêng một kiện tiên vật này thì chuyến đi này đã không tệ rồi nằm mơ đều phải cười Tòa tiên cung trung ương này có một cái tuyền trì tỏa ra ngàn luồng khí tường hòa, vạn đạo hào quang dâng lên mà ra, vừa thấy chính là thần trì, linh khí nồng đậm không tan. Đương nhiên, địa phương này không phải dẫn tới chú ý, trận chính làm cho tâm thần người ta chấn động, không rơi mắt, chính là một vật rực rỡ, lóa mắt, chưa trong đó, đan vào tất cả dấu vết đại đạo. Đây là một gốc cây bảo thụ, tiền khí bốc lên mờ mịt, làm cho nó giống như ảo mộng, như là cắm rễ trong tiền vực, xuyên qua hai giới sinh trưởng đến nhân gian. Nó có mấy cái thần cây chính, lớp vỏ thô ráp sần xuôi, nhưng là cũng nhìn kỹ, cũng đã hợp đạo, mà những phiến lá trên cành mảnh khảnh kia thì cũng trong suốt, sáng lấp lánh, tràn đầy màu sắc, đầy thần bí và huyền ảo. Ở chung quanh những chiếc lá này có từng đợt, từng đợt dấu vết đại đạo, giao hòa cùng thiên địa, mẫu nhiên cũng phát ra tiếng ngân, luận âm đại đạo chấn động, làm cho người ta gần như trong phút chốc muốn ngộ đạo vậy. Đương nhiên, dẫn tới chú ý của người ta nhất chính là hình dáng của những phiến lá gần như không có một mảnh nào giống nhau. Mỗi một, một phiến lá đều trong dáng lập lánh, giống như cùng cửu thiên thần ngọc luyện chế mà thành, lay động tạo ra ngàn vạn loại hào quang. Tất cả đều là dấu tích của đại đạo. Có một phiến lá hình dạng như tiểu đỉnh, cũng không sáng bóng, đại khí phong cách cổ xưa. Nó có đủ ba chân, hai tay. Trong đó một cái chân vạc là cuống đá, nối liền lên cành, là vật dẫn của đại đạo mà có phiến lá khác hình dạng như tiên phượng, cả vật thể đỏ tươi như máu, lóe ra sáng mây đỏ, như là tắm trong thần hỏa mà sinh ra, sắp sửa giường cánh, nhảy vào hư không, sống lên tận trời. Chỉ có một cái lông đuôi phượng hoàng nối liền cùng cảnh cây, dâng lên dáng mây đỏ và hào quang tường hòa. Trong bờ hồ truyền đến tiếng phượng hót. Còn có một phiến lá giống như một cái chuồng hoàng kim nhỏ, toàn thân hoàng kim trong sáng óng ánh, trèo truyền cảnh nhẹ nhẹ lay động, nhưng lại phát ra tiếng vang như tiếng hoàng trùng đại nữ gầm rú khiến người ta muốn hợp đạo. Những viên lá trên cây kỳ hình, kỳ dạng, rất khó tìm ra được cùng một hình dáng. Nào là chu tước, bát quái, thần kiếm, hổ đồ, bảo tán, tất cả đều chớp động thần hà, làm cho người nhìn thấy mà như si như say. Mỗi một viên lá đều là một loại dấu vết đại đạo, tác động đến tâm thần của tất cả mọi người. Một gốc cây tiên thụ như vậy, sao có thể không rung động lòng người được cơ chứ? còn nuốt được miếng cũng không thể tránh được. Đương nhiên bọn họ vạn phần kích động, bóc vật trên đời khó cầu như thế, ai thấy cũng đều phải run rẩy. Lòng mã kích động, đá hất chân sau, tiêu chút nữa đá trúng đạo nhân vô lương văng ra ngoài. May mà đoạn đức luôn là người, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Tuy rằng rất béo, nhưng thân hình linh vẫn tranh đá kịp thời. Bảo bối đấy. Đá cầu nuốt được miếng ưng ực, là tên thứ nhất phóng tới. Lòng mã không cam lòng tụt lại phía sau, nâng lên vó chân lớn như cái chậu rửa mặt như bạo táp phóng vọt tới phía trước thiếu chút đựa đạp trúng cái đuôi của hắc hoàng bây giờ tiếng xó sủa ngựa hí cộng thêm tiếng niệm vô lượng tiền tồn của đoạn đức địa phương này lập tức náo nhiệt hẳn lên không cần tranh giành nhiều tiên diệp như vậy ai cũng có phần diệp phàm cùng thánh hoàng tử màu chóng tách bọn họ ra mà không khẳng định sẽ xảy ra ẩu đả đây là ngộ đạo cổ trà thụ ai cũng không nghĩ tới ở trong này có thể nhìn thấy thần cây thổ ráp vỏ cây sần xuôi giống như vải rồng bở ra bên trong ẩn chứa khí cờ đại đạo về phần những cành non cùng những phiến lá trong suốt trong sáng kia thì không cần phải nói mỗi một, một phiến lá đều thần dị đều vô giá đây cũng không phải là cành lá non lúc trước diệp hàm bọn họ thu thập được đây là phiến lá không tì vết của đạo ngân đàn vào mà thành một phiến lá giống như ba mười ba tầng tháp nhẹ nhàng rung lên liều động khí thiền địa huyền hoàng phát ra tiếng nổ vang làm cho tâm linh người ta yên tĩnh, mọi dao động đều lập tức biến mất. Một phiền lá trắng bạc giống như thành đạo kiếm hàn quang trói mắt, lóe ra hào quang mãnh liệt, phát ra một tiếng kiếm ngân chém vào tâm tư của mọi người, chặt đứt tất cả mọi chấp niệm. Trong phút chốc, mọi người dường như phát sinh ra ngộ đạo. Thần thần bí, khó tranh, ngộ đạo cổ trả thụ được xưng là thể hiện của đại đạo, cắm rễ ngoại thiên địa huyền hoàng, không ở trong ngũ hành. Mỗi một loại đạo đều có thể tìm được ở trên thần đó, có thể dựa vào nó để lĩnh ngộ. Thần trì nước chảy ảo ảo cũng không đớn lắm, nhưng linh khí dần lên bừng bừng, làm cho một một phiến đá đều bạo bọc, bọc bên trong nó. Nơi này tràn ngập hơi nước như làn khói nhẹ lượn lờ, muôn màu muôn vẻ, sáng lạng, đẹp đẽ, một cách vô cùng thần kỳ.